channel của Yến Vivo. Và đây mình đang có mặt tại Mù Cang Chải. Và bây giờ là lúc về rồi. Còn tại sao lúc đi mình không đỗ lại đây thì đón xem video nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo. Cảnh phía dưới kia thì khá là phê, nhưng mà hôm nay nắng quá. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi tiếp. Có người rước là may rồi. Qua đèo Khao Phạ một tí thì mình có dừng lại một chỗ này để lên đây để ngắm dưới kia. Ủa, leo lên kiểu gì ta? Chú Hổ Travel. Hello, chào mọi người đến kênh của Yến Vivo nhé. Lại một lần nữa, mọi người vẫn nhớ anh ở cái vlog cũ đấy. Ồ, nhưng mà sẽ là hai người ngồi trên đấy à? Có một người lái cho mình chứ? Chứ sao mình biết lái? Ghê thế nhở? Trời ơi, ghê phết nha. Bây giờ bọn mình sẽ đi chơi. Bọn mình đang ở đây là homestay, homestay cộng đồng. Chiều nay bọn mình sẽ đi đi một chỗ nào đấy rồi xong bọn mình sẽ đi lên chỗ vành móng ngựa. Ai ai. Cho em mượn. Ê, sorry chị. Kinh quá, chật lắm. Cẩn thận. Ôi. Khiếp quá luôn đi. Bảo bé cười lên. Cười lên. Cứ tia quá, trời ơi. Ui, nó cua ghê thật rồi. Nhưng mà bẩn quá, trời ơi, chân neo. Ôi, nó bắn. Man mát. Đoạn dưới cái cua, sợ nhở. Nó gấp quá, nó cao quá.
giờ mới hoàn hồn các bạn ạ. Thề luôn, thật sự mình không nghĩ là nó khó đi như thế. Heo ơi kinh quá. Để lên rừng trúc đấy. Nếu mà thuê dân bản chạy thì cũng kinh lắm. Thật đấy, đúng rồi, đường mà như này thì xe ôm mới chạy được. May là đi dép nhá. Khiếp. Mẻ luôn á. Cái này nó mang con bỏ chợ rồi. Cái gì? Bí ngô trên cây. Cây này chắc là cây hoa đào. Tưởng cây quả đào. Nếu mà bạn nào đam mê phim cổ trang thì đây. Đây là khung cảnh dành cho phim cổ trang các bạn ạ. Xung quanh mình là rừng trúc. Ôi. Xịn thật sự. Ôi, đằng sau lại hai ông chạy vù 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 kia đi. Đến chưa? Nó mà giơ tay lên xin nó tưởng nào? Hay xin nào nhỉ? Nó tưởng xin thế nào? Nó hay đấy. Nhưng mình không quay lên đâu. Xong đấy, ăn thử nha. Không có nhiều để cho đâu. Bạn một miếng ăn đi. Miếng thức ăn. Ngon không? Có. Ừ. Ăn đi. Bé mấy tuổi rồi? Đang ăn. Em bé mấy tuổi rồi? Em mấy tuổi? Thôi em đi bộ, thôi em đi bộ, thôi 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 thôi. Sợ thật sự. Anh không phải chờ em. Cố lên chị ơi, đi bộ cho an toàn chị ơi. Nếp anh vào. Dép trơn quá. Ẻo thế này mà người ta đi lên được. Thôi lần sau mình sẽ không mà mình lên rừng trúc nữa. Ủa ôi. Hello. Ủa ôi. Khiếp làm mình thú hồn. Tôi không hiểu đây là thời tiết kiểu gì các ông ạ. Vừa nắng vừa mưa, tức thật sự. Bẩn kinh khủng, sợ thật. Đây là thằng anh mình. Đúng rồi. Có quay sang đây không? Có, bây giờ thì mình sẽ đi sang cầm chứ. Hả? Đi được, cầm đi được. Mình sẽ đi sang từ bên này sang bên kia. Bên kia cánh đầu. Ui, cảm giác ảo thế nhở. Ui, chóng mặt thế. Ui, chóng mặt phết các bạn ạ. Ok. Đấy. Sau khi đi qua cầu thì mình bị trọng thương rồi các bạn ạ. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay thì trời hơi mưa. Bây giờ là gần 7 giờ sáng. Mọi người ở đây vẫn chưa dậy cơ. Ở đây. Ôi giời ơi. Chào buổi sáng. Bây giờ là 7 giờ rồi bạn ạ. Hả? Ơ như anh làm gì đây? Ông làm một điện thoại đấy các bạn ạ. Đây đi mù căng trải đấy. Thích chưa? Trời mưa sướng chưa? Long ngủ, có con sâu bò vào đầu. Dạ mù căng trải. Mù căng trải. Ở kinh quá.
gạo lưỡi lấy. Kêu mai thì đang mèo đấy cháu. Nhà mình tự làm à? Cô từng làm cô bán gần hết. Mai tám mèo nhá, bạn nào mà thích thì có thể đến nhà cô Trọng Nam đúng không ạ? Ở Mù Căng Chải các bạn đến đây mua tám mèo. Ngon phết. Bây giờ là 10 giờ sáng và trời hôm nay thì không được đẹp cho lắm, không ủng hộ cho lắm. Nên là mình sẽ quyết định là sẽ không đi mâm xôi hay móng ngựa gì cả. Cái nơi mà mọi người đến Mù Căng Chải đều phải check in ý, thì bọn mình sẽ bỏ qua. Và bây giờ bọn mình sẽ đi dọc đường về, thấy chỗ nào đẹp thì sẽ dừng lại. Và Trang, Linh, nào cuối gần cuối vlog rồi, mời các bạn giới thiệu. Nào, Hùng. Chào các bạn, mình là Hùng. Ở đây hơi tối rồi. Chào mừng các bạn đã đến với Yến Vivu. Yến Vivu. Liên quan nhỉ? Ôi trời, vào đây bị tối rồi. Không nhìn thấy cái gì nữa rồi. Tối lắm anh ạ, mình còn sáng. Anh xuất hiện nhiều quá rồi. Thôi, chúng mình đi. Anh kín hết rồi, làm sao mà quay được. Tí nữa sẽ quay sau. Tạm biệt homestay cộng đồng. Anh Tiến Hẻ. Các bạn đến Mù Căng Chải thì nhớ vào đây nhá. Một homestay rất là thân thiện. Giờ mình đi về đây. Ít bài. Mảnh đất cũng mệt rồi. Thằng nào đi thời tiết cũng như này, kiểu không bao giờ mình được ủng hộ ấy. Ý, bây giờ đang là 12 giờ trưa trên đèo Khao Phạ nhưng mà anh em ơi nó mù quá. Đây là cái mái tóc rất là đẹp, đi được dầm mưa. Và đây là Yến đang... Bạn ơi, mình còn chưa nhìn thấy gì. À anh à, quên. Mà mưa các bạn ạ, tại vì sợ bị sương mù nó sẽ ướt hết áo. Ở dọc đây họ làm cốm rất là nhiều, đặc sản cốm Tú Lệ. Và bây giờ bọn mình sẽ sang bên kia đường để xem họ làm cốm và cũng như là mua một ít cốm về làm quà. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Đừng quên để lại cho mình một like video và subscribe kênh nha. Bye bye.